Sáng nay, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Kim Đồng tổ chức họp triển khai kế hoạch cưỡng chế hai bản án dân sự buộc chuyển giao quyền sử dụng đất, giao nhà và các tài sản khác trên đất tại xã Toàn Thắng và xã Đức Hợp. Chi cục thi hành án dân sự huyện Kim Động đã ban hành quyết định cưỡng chế thi hành án hai bản án dân sự phúc thẩm. Thi hành án bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh thuộc bà Hoàng Thị Nguyên chuyển giao quyền sử dụng 162,1 m2 đất tại thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng và tài sản gắn liền với đất cho bà Hoàng Thị Bảy. Thi hành án bản án dân sự phúc thẩm buộc bà Lê Thị Lộc và anh Trần Văn Quân chuyển giao quyền sử dụng 120 m2 đất và tài sản trên đất có địa chỉ thôn Đức An, xã Đức Hợp cho anh Đỗ Văn Chí. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Kim Động đã triển khai kế hoạch cưỡng chế và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo, ấn định thời gian thực hiện cưỡng chế vào ngày 28 tháng 11 năm 2023 tại xã Đức Hợp và ngày 30 tháng 11 năm 2023 tại xã Toàn Thắng.